Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Thưa quý vị, liên tiếp trong thời gian gần một tháng vừa qua, tin tức tại khu vực Tunisia rồi sau đó Ai Cập và trong ngày hôm nay thì lan tới Yemen, Bahrain và mới đây nhất là Libya cho thấy dân chúng tại những xứ sở này đã nổi dậy để đòi hỏi những nhà cầm quyền cai trị một cách khắc nghiệt tại những đất nước này phải ra đi. Nguyện vọng của họ là đòi tự do, dân chủ, đời sống, cơm áo, hạnh phúc, nhân phẩm được tôn trọng. Thưa quý vị, nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc bùng nổ chống đối này mà báo chí gọi là những cơn tsunami, tức là sóng thần tại khu vực Trung Đông cũng như là Bắc Phi, và hệ quả của những vụ nổi loạn này ra sao? Đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ nêu lên với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, là khách mời trong chương trình phỏng vấn hôm nay của Người Việt Online. Thưa quý vị, chúng tôi vừa mới hân hạnh được gặp ông Nguyễn Xuân Nghĩa cách đây hơn một giờ đồng hồ và đã lập tức mời ông vào phòng VM của Người Việt Online. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa trước năm 1975 du học tại Paris, Pháp Quốc và tốt nghiệp ngành kinh tế và tài chính. Sau đó ông trở về phục vụ Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là phụ tá tổng trưởng tài chính. Ông hiện là một cái bình bút về kinh tế chính trị và đồng thời là tư vấn về kinh tế cho Đài Á Châu Tự Do Arabe. Những bài viết của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa xuất hiện thường xuyên trên một số báo chí chọn lọc bằng Việt ngữ tại khu vực quận Cam và được rất nhiều các website ở khắp nơi trích đăng lại. Trước hết xin kính chào Nguyễn Xuân Nghĩa. Vâng, xin kính chào anh Thái và xin kính chào quý khán thính giả của Người Việt Online ở khắp mọi nơi. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên rất là căn bản là bối cảnh nào đã xảy ra những biến động hiện nay tại khu vực Bắc Phi cũng như là tại Trung Đông? Tôi nghĩ đầu tiên có lẽ là chúng ta, tôi không phải vì người Phật giáo, nhưng mà khi mà mình theo dõi những cái tin tức thường xuyên xảy ra đó là từ khá nhiều năm nay đó, thì tôi có rút ra cái kinh nghiệm nó có cái vấn đề cái nhân của nó và cái duyên của nó. Thì bây giờ cái bối cảnh chung đó là chúng ta có cái vùng mà mình gọi là Trung Đông và Bắc Phi. Nếu mà Bắc Phi đó tức là mình đi từ phía hướng Tây, từ Đại Tây Dương đó là có xứ Maroc, sau đó đến Algeria, đến Tunisia, đến Libya, đến Egypt, tức là Ai Cập. Sang qua đến bên Hồng Hải đấy, và eo biển mà gọi là bán đảo Á Rập thì chúng ta có Ai Cập, Syria và một chuỗi quốc gia khác. Thì trong một cái khu vực nó rộng lớn như vậy, nói về bối cảnh thưa anh, thì chúng ta trước tiên đó là về sắc tộc thì chúng ta có sắc tộc Á Rập. Và nếu mà chúng ta kể thêm ở trên phía Bắc, tức là ở xứ Iran là xứ Ba Tư đó, thì chúng ta có sắc tộc Ba Tư. Kể về tôn giáo đó thì chúng ta có hai hệ phái tôn giáo khác nhau. Một hệ phái là Sunni, chiếm đa số ở trong khối những cái người mà gọi là khối dân Ả Rập, và hệ phái là Shiite là chủ yếu là chiếm đa số ở tại xứ Iran. Nguyên một cái khu vực đó đã có một cái chấn động lớn từ cái vụ khủng bố 911 vào Hoa Kỳ năm 2001, khiến cho nó làm đảo lộn hết tất cả một cái trật tự khá bất ổn của cái khu vực đó. Và trong vòng 10 năm vừa qua đó thì các quốc gia đó đã phải xử trí với cái hiện tượng đó, với cái vụ khủng bố đó. Và cái thứ nhì nữa đó là với cái sự can thiệp của Hoa Kỳ vào trong đó. Thành ra một số những cái vấn đề tiềm ẩn nằm bên dưới đó gần như là nó bị dồn ép, nó bị ghìm xuống dưới để giải quyết những cái vấn đề lớn của cả toàn cầu, nhất là với cái vai trò của Hoa Kỳ. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi đó thì chúng ta đã thấy nó manh nha ra một số những cái biến động nó về nhân, nó về duyên. Và khi mà nó đã bắt đầu nó bục lên đó thì tức là cái nhân nó đưa đến một số những cái biến cố. Cái duyên đó là tại sao cái biến cố đó nó xảy ra vào lúc này. Thì điều mà chúng ta đang nhìn thấy quan trọng nhất ở cái quốc gia mạnh nhất, giàu nhất và lớn nhất ở trong các khu vực gọi là Trung Đông Bắc Phi đó chính là Ai Cập đó, là vừa có một cái thay đổi cái hệ thống chính trị ở đó. Tôi gọi cái đó là cái cuộc đảo chính, ngụy trang thành một cái cuộc cách mạng. Thì cái đó nó lại càng khiến cho cái duyên đó nó bung ra nhiều quốc gia khác thôi.
Thưa ông, khởi đầu từ Tunisia mà báo chí quốc tế cũng như là báo chí Việt ngữ dùng một cái thuật ngữ chính trị là cách mạng hoa nhài. Lý do nào mà họ lại đặt một cái tên như thế? Và từ Tunisia nó đã lan qua tới Ai Cập và bây giờ thì nó manh nha lan ra rất nhiều khu vực trong vùng mà người ta đang nói đến một cái thuyết domino, tức là đổ hàng loạt. Tôi thực sự ra khi theo dõi tin tức đó, chẳng hạn như là trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa rồi, từ lúc anh Thái gọi tôi cách đây 1 tiếng đó, thì tôi kiểm tra là nó có 90 cái biến cố lớn về thời sự đó trên thế giới, thì phân nửa 50 cái tin lớn đó là nó nằm ở trong cái khu vực rộng lớn đó. Và khi mình theo dõi như vậy và mình nhìn thấy được những cái tương quan nhân quả đó, thì tôi có một cái quan điểm, tôi xin lỗi là nó khác với nhiều người, tôi không gọi cái đó là cái cuộc cách mạng, và tôi cũng chưa gọi đặt tên lấy tên hoa hay là màu gì đặt vào trong cái chuyện đó. Tunisia đó, nó là một cái cuộc đảo chính của quân đội, đảo chính của đồng tướng, để tránh một cái vụ gọi là cách mạng giống như là chúng ta mơ ước hay là chúng ta mong muốn. Và cái chuyện của Ai Cập nó cũng giống như vậy. Thì tôi lấy một thí dụ ở tại miền Đông Á của chúng ta đó, nó có một vấn đề lớn là Trung Quốc, và nó có nguyên một chuỗi các quốc gia bán đảo hay hải đảo đó phải ứng xử với những vấn đề do Trung Quốc đặt ra. Thì thực sự ra vấn đề ở nơi đó đó tương đối nó dễ giải quyết, tại vì những diễn viên hay là những cái tác nhân ở trong đó đó, với lại một số những cái logic, những cái yếu tố khiến cho họ phải suy nghĩ tính toán như này như thế kia đó, tương đối đó nó đơn giản. Trong cái khu vực mà chúng ta vừa nói đó, nó có 17 quốc gia, và mỗi quốc gia lại có những cái bài toán riêng. Thành ra cái cách mà họ bung lên đó, nó có khác nhau. Và cái domino đó có thể nó đúng, nhưng mà khi nó đổ đó, nó không có đổ theo cùng một hướng, và có thể rằng là nó đưa đến những cái thay đổi mà bản thân tôi thì tôi cho rằng là nó còn hỗn loạn hơn trước. Thưa quý khán giả Người Việt Online, thì xưa đến giờ đã có nhiều dịp chúng tôi được thưa chuyện với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, và có một cái nhận xét rằng ông vẫn có một cái thói quen là nhận định ngược với người khác, là bởi vì đọc báo chí Anh ngữ hoặc báo chí Việt ngữ thì người ta đều dùng cái danh từ cách mạng, tức là revolutionary, để chỉ những cái biến động hiện nay tại các quốc gia Bắc Phi và tại khu vực Ả Rập, nhưng mà ông lại không nhìn đó là một cuộc cách mạng. Tôi không nhìn thấy như vậy. Và cái này tôi cũng phải nói thêm đó, đó là có thể nó sẽ ngược với lại ý kiến của nhiều người, và luôn những anh em rất thân với tôi đó, đó là chúng ta mong muốn nó có những cái thay đổi tại Việt Nam, và chúng ta cũng nhìn thấy những cái chuyện đã xảy ra tại Tunisia hay là đang xảy ra tại Egypt và nhiều quốc gia khác, thì chúng ta cũng mơ ước một cái chuyện đó cho Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là ai cũng mong muốn cái điều đó hết, nhưng mà khi cái sự vận hành nó xảy ra đó, nó đưa đến những cái quy luật mà chúng ta gọi là bất lường, không có tính trước được, và kết quả đó đó có thể rằng là nó khó khăn hơn nhiều lắm. Và một trong những cái kết luận đó đó, vì vậy tôi cứ phải nói ngược với người ta đó, đó là muốn có được một cái sự thay đổi như vậy như chúng ta mong muốn đó, phải có cái sự tổ chức, phải có suy nghĩ, chứ không phải rằng là chúng ta tin rằng là cứ tuổi trẻ mà bất mãn nổi lên một cái là chúng ta sẽ tạo được cái sự thay đổi cho nó tốt đẹp hơn. Riêng tại khu vực Ai Cập là một quốc gia Bắc Phi đó, thì thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, rõ ràng là cái việc ra đi của Tổng thống Hosni Mubarak đó, và chuyển quyền lại cho Hội đồng Quân sự tối cao đó, khiến cho nhiều người nghĩ rằng chưa chắc ước nguyện của dân chúng Ai Cập là muốn tiến tới một cái sinh hoạt có tính dân chủ và đưa đất nước ra khỏi cái tình trạng nghèo đói đã đạt được cái nguyện vọng của họ. Bởi vì Hội đồng Quân nhân cầm quyền tại Ai Cập đó đã giải tán quốc hội và dường như đang chuẩn bị những biện pháp nó có tính cách mạnh bạo hơn. Tôi không nghĩ rằng là có thể đi đến cái giải pháp mạnh bạo hơn. Ít ra đó là họ không muốn có cái giải pháp mạnh bạo. Cái suy luận của tôi sở dĩ như vậy mà lúc tôi trình bày, tôi nghĩ rằng là, và tôi có viết ra hẳn hoi, ký tên mình hẳn hoi rằng là đây không phải một cuộc cách mạng, đây là một cái cuộc đảo chính, và quân đội xua quần chúng đi xuống đường để giúp mình làm một cái cuộc đảo chính để thay thế cái chế độ mà gọi là cất một người chiến hữu cũ của họ là ông tướng tư lệnh không quân sau làm tổng thống, tức là ông Hosni Mubarak, là đặng để cứu lấy cái chế độ đó. Chứ nó không phải rằng là quân đội giúp người dân tiến hành dân chủ hóa. Tôi sẽ hơi đi vào trong chi tiết một chút về cái việc này.
Tôi nhớ lại lúc mà mình còn đi làm tư vấn về kinh tế cho các quốc gia khác đó, là tôi đã có những dịp đi vào những cái xứ Bắc Phi đó, và lúc đó, đó nó có một cái điều mà ở ngoài ở Việt Nam hoặc là ngay tại đây chúng ta không hiểu được, là chúng không, người ta không có cái hệ thống gọi là tín dụng gia cư vay tiền để xây nhà, tức là bỏ tiền vay ra và xây nguyên cái nhà đó, sau đó đó là kiếm tiền đến đâu trả đến đó. Ở bên đó, ở nhiều nơi khác đó, và ngay kể cả Ai Cập là một cái xứ tương đối tiến bộ nhất, họ mới chỉ có cái hệ thống tín dụng gia cư cách đây có 10 năm thôi. Tức là có tiền đó thì xây cái móng trước, sau đó đó là có thêm tiền thì xây một cái tường bên này, xây cái tường bên kia, vân vân, những cái chuyện như vậy chúng ta không có tưởng tượng được. Thành ra chúng ta không hiểu được cái hình thái sinh hoạt của các cái xã hội đó. Thì khi mà mình nói đến lại cái nhân của cái việc đó, và tôi nói đến cái vụ mà quân đội đảo chính và nhờ quần chúng đứng lên để giúp mình đảo chính đó, đó. Năm 2004, Ai Cập là quốc gia có tiến hành đổi mới thật, tương đối khá mạnh bạo. Và một trong những cái người tiến hành đó là con trai của cái ông Hosni Mubarak, là anh Gamal Mubarak. Và anh tiến hành đó là anh muốn tư nhân hóa cái hệ thống ngân hàng và hệ thống doanh nghiệp nhà nước và cái hệ thống tôi gọi là chữ quân doanh, tức là những cơ sở kinh doanh của quân đội. Và anh đánh bung một số những cái quyền lợi của quân đội lúc đó và tạo ra một số những cái tiến bộ khiến cho sau cái vụ gọi là khủng hoảng hay là tổng suy trầm năm 2008-2009, Ai Cập là nước mà tương đối lại vươn lên được. Nhưng mà cái việc mà tiến hành như vậy không phải là Gamal Mubarak muốn làm cái đó để cứu dân hay là để đưa đến cái kinh tế thị trường và dân chủ hóa xã hội đâu, không. Là để củng cố một số thế lực mới, những cái người trẻ lên, và cái đó va chạm vào quyền lực của quân đội. Thành ra bây giờ đó, đó là cái chuyện này nó giải quyết xong đó, đó, thì tôi nghĩ rằng là ngay trong cái lúc mà mọi người mơ ước xây dựng gọi là dân chủ hoặc là viết lại một cái bản hiến pháp khác tương đối nó lương thiện hơn một chút đó, thì Ai Cập có thể gặp một cái vụ khủng hoảng kinh tế bị vỡ nợ, là tại vì chính quyền ngày xưa đó, là luôn luôn là các cái công ty quân doanh đó, đó là có thể vay ngân hàng mà không cần trả tiền. Gamal Mubarak leo lên đó là chấm dứt cái chuyện đó. Và cái tiền đây vì rằng là để nuôi các cái cơ sở của quân đội đó, anh tài trợ trở lại vào trong cái ngân sách quốc gia, thì anh giải quyết được cái chuyện kinh tế đó. Và trên cái thành quả mà tôi dùng cái chữ gọi là nghịch lý của cải cách đó, chính anh cải cách như vậy đó, đó là anh tạo ra cái biến cố, anh gây ra khủng hoảng. Và bây giờ đó, đó thì Ai Cập hơn Việt Nam xa về cái chuyện quản lý vĩ mô. Ví dụ như là ngân sách thì thâm thủng cỡ chừng 89% tổng sản lượng quốc gia, hoặc là mắc nợ thì mắc nợ ngoại quốc đó cỡ chừng có 11%, trong khi bên phía Việt Nam đó, đó kể cả nợ của chính quyền lẫn cả doanh nghiệp nhà nước đó, đó nó lên đến con số gấp bội, gọi là lạc quan thì nói cỡ chừng 5-7%, nhưng mà Ai Cập vẫn bị mắc nợ và trong tương lai đó, đó là mỗi một năm nó phải kiếm ra 16 tỷ đô la để trả nợ và sắp sửa phá sản. Thì các tướng lãnh đó là đang giải quyết cái vấn đề chính trị, làm thế nào mà để những cái người giúp mình đó, đó lật đổ hay là gây sức ép để Mubarak phải đi đó, đó. Thì bây giờ làm thế nào mà thỏa mãn phần nào cái khát vọng gọi là dân chủ hay là tự do của họ, nhưng mà đồng thời giải quyết những cái vấn đề kinh tế bên trong. Họ mà tụt tay đó, đó thì hậu quả nó sẽ kinh hoàng. Thưa quý khán giả của Người Việt Online, một trong những vấn đề mà đã được các giới bình luận cũng như là dư luận quan tâm đến rất nhiều là liệu có một cái cuộc hay là một cái phong trào dân chủ trong thế giới Ả Rập, Hồi giáo, Trung Đông hay không? Đó là câu hỏi mà chúng tôi sẽ nêu lên với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong cuộc phỏng vấn sẽ được phát hình trên hệ thống online của Báo Người Việt ngày mai. Mời quý khán giả nhớ đón xem. Chúng tôi xin cảm ơn Nguyễn Xuân Nghĩa và hẹn ông trong cuộc phỏng vấn kế tiếp. Xin cảm ơn anh Thái và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi việc này.